bước vào làng giải trí khá muộn so với những ngôi sao nổi tiếng cùng thời. Jun Hae-in sở hữu cho mình vẻ ngoài điển trai cùng với nụ cười tỏa nắng dễ dàng đốn gục các fan nữ. Và anh chàng còn sở hữu cho mình một kỹ năng diễn xuất đầy thực lực, dần khẳng định bản thân qua từng nhân vật và trở thành Mỹ Nam của màn ảnh Hàn. Cùng với VGT tìm hiểu hành trình trở thành Mỹ Nam trong bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi của Jun Hae-in. Hành trình bước chân vào ngành giải trí. Jun Hae-in sinh năm 1988, là nam diễn viên người Hàn Quốc và thuộc công ty quản lý FNC Entertainment. Anh tốt nghiệp với chuyên ngành truyền hình và giải trí tại trường đại học Pyeongtaek. Jun Hae-in bước chân vào ngành giải trí khá muộn, đến tận năm 2013 anh mới xuất hiện lần đầu trong MV Moya của nhóm nhạc nữ AOA. Năm 2014, anh chính thức tham gia vào làng diễn xuất với tác phẩm Pride of the Century cùng Lee Hong Ki và Yang Jin Sun. Anh vào vai John Kang In, em trai của nam chính John Kang Ju do Lee Hong Ki thủ vai. Cùng năm đó, nam diễn viên tham gia vào phim hành động cổ trang Ba Chàng Lính Ngự Lâm cùng với Chun Yong Hwa, Lee Jin Wook và Yang Dong Gun. Dù mới chỉ là những vai diễn đầu tay nhưng Jun Hae In đã nhận được lời khen từ biên kịch nhờ chất giọng của mình. Giọng cậu sinh ra là để đóng phim lịch sử. Love goes on and on. Một năm sau, anh quay trở lại màn ảnh với vai Joo Hoon Woo trong Blood, một anh chàng hacker với trí thông minh vượt bậc nhưng lại có kết cục không mấy tốt đẹp. Bộ phim tuy không được thành công như mong đợi nhưng Jun Hae-in đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tươi hơn hoa của mình. Tiếp đó, nam diễn viên cũng góp mặt trong bộ phim đình đám Reply 1988 với vai khách mời Ho Yeon trong tập 13. Anh chính là tình đầu của nữ chính Deok Song, Lee Hyori thủ vai. Năm 2016, Jun Hae-in xuất hiện trong Night Live với tư cách là vệ sĩ tác. Anh cũng gây được sự bất ngờ cho khán giả bằng những pha hành động điêu luyện của mình. Anh cũng xuất hiện trong các phim Yeah, That's the Way It Is và Guardian, The Lonely and Grey God. Nam diễn viên lại đem đến sự bất ngờ cho khán giả bằng việc tham gia vào siêu phẩm truyền hình Goblin. Anh là người tình trong mộng của nữ chính Utah, Kim Go-un thủ vai. Vai khách mời trong hai siêu phẩm Reply 1988 và Goblin đã chứng minh rằng Jun Hae-in đã bắt đầu được các đạo diễn lớn để mắt đến và là một bước đệm quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Năm 2017 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Jun Hae-in khi anh tham gia vào vai cảnh sát Han Woo-tat trong Khi Nàng Say Giấc, While You Were Sleeping cùng hai diễn viên Lee Jong-suk và Suzy. Tuy chỉ là vai phụ nhưng anh cảnh sát điển trai này dường như đã làm lu mờ cả hai diễn viên chính. Sự đáng yêu và vẻ mặt hiền lành của anh đã đốn gục trái tim của người xem truyền hình. Dù là xuất hiện thoáng qua nhưng hình ảnh của anh cảnh sát đã để lại biết bao thương nhớ. Kể từ đó nam diễn viên được mệnh danh là nam phụ quốc dân. Trong cùng năm, anh tham gia vào Prison Playbook trong vai đại úy Yu, bộ phim kể về cuộc sống của những tù nhân, mỗi người mỗi tội và miêu tả chân thật công việc của những cai ngục và nhân viên trong tù. Từ nam phụ quốc dân đến những vai chính đầu tiên của Jun Hae-in. Đến năm 2018, Jun Hae-in đã có được vai chính đầu tiên trong phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi cùng nữ diễn viên Son Ye-jin. Phim nói về câu chuyện tình lãng mạn giữa Jun Jin-an, Son Ye-jin thủ vai, một người phụ nữ độc thân hơn 30 tuổi và chàng trai trẻ Seo Jun-hee, Jun Hae-in thủ vai. Kịch bản không quá mới lạ nhưng sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính qua những phân cảnh mùi mẫn, lãng mạn đã khiến phim đạt được thành công hơn mong đợi. Vai diễn này như là một lời khẳng định cho tài năng diễn xuất của Jun Hae-in. Anh không chỉ thu hút khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, sáng sủa, mà còn là khả năng nhập vai đa dạng, thể hiện được tố chất của mình ở nhiều khía cạnh, vai diễn khác nhau.
đó. Sau màn hợp tác cùng Son Ye-jin, Jun Hae-in lại có cơ hội bén duyên cùng chị đẹp Han Ji-min trong One Spring Night. Nam diễn viên vào vai một người bố đơn thân Yoo Ji-ho và gặp được Lee Jun-in, Han Ji-min thủ vai. Một thủ thư luôn quan trọng niềm hạnh phúc của mình hơn tất thảy, có chuyện tình tay ba giữa Ji-ho, Jun-in và Kwon Ki-suk, Kim Jun-han thủ vai từ đó bắt đầu. Không chỉ dừng lại ở mảng phim truyền hình, Jun Hae-in còn rất tích cực tham gia vào các bộ phim điện ảnh, có thể kể đến như The Youth, phim ngắn The Moon of Seoul, The King's Case Note, Conspiracy, Age of Rebellion, Haeun-boo, The Revolutionist và Turn In for Love. Mới đây nhất, anh tham gia vào Trẻ Trâu Khởi Nghiệp với vai chính Sang-bil, phim kể về đôi bạn thân là Sang-bil và Taek-il, Park Jun-min thủ vai, đã quyết định nghỉ học để vào đời kiếm sống, từ đó mà những tình huống trớ trêu bắt đầu xảy ra và khiến cho cả hai phải sáng mắt ra. Đây là một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng đã đề cập những vấn đề bức thiết trong xã hội hiện nay như vay nặng lãi, sự nổi loạn của tuổi trẻ và tình cảm gia đình được thể hiện qua nỗi lo lắng của những bậc phụ huynh. Khởi đầu muộn nhưng không hề nhạt nhòa trước thời gian. Bên cạnh việc diễn xuất, Jun Hae-in còn tham gia quảng cáo cho nhiều hãng lớn như kem Baskin-Robbins, Samsung Galaxy Note 3, KB Bancorp, LG U+. Đi lên từ những vai diễn phụ, nam diễn viên ngày càng cho người xem thấy được thực lực của mình và đã gặt hái được những giải thưởng lớn. Anh đã đạt giải thưởng dành cho ngôi sao mới tại SBS Drama Awards, giải diễn viên đột phá tại 13 Sunbi Annual Award, giải nam diễn viên nổi tiếng nhất tại 54 Patsan Arts Awards và nhiều đề cử khác. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn nhưng đó không phải là bước cản để anh vươn lên thành công. Bằng chính những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của mình, Jun Hae-in hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Tôi đã có một sự khởi đầu muộn, tôi tin rằng tất cả những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy sẽ có lợi cho tôi. Vậy nên xuất phát điểm đâu có quan trọng đúng không nào, quan trọng là chúng ta luôn có tinh thần cầu tiến, luôn luôn cố gắng để đạt được mục tiêu của riêng mình. Bây giờ dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Jun Hae-in vẫn giữ được nét trẻ trung, tinh nghịch, vẫn luôn là hình ảnh của một người bạn trai trẻ trong mắt các cô gái, nhưng khán giả vẫn mong anh có thể thử sức với những vai diễn táo bạo hơn, mới mẻ hơn để chứng tỏ được thực lực của mình. Ngoài ra, cũng có một sự thật thú vị đó là nam diễn viên đã tiết lộ mình là hậu duệ đời thứ 6 của nhân vật lịch sử Jun Yak-yeon, một nhà triết học, khoa học, nhà thơ nổi tiếng ở thời Joseon. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của mỹ nam Jun Hae-in nhé! Dù là khởi đầu hơi muộn so với những ngôi sao nổi tiếng khác, nhưng Jun Hae-in cùng với khả năng diễn xuất đầy thực lực của mình, anh đã thành công ở cả mảng điện ảnh lẫn mảng truyền hình và dần trở thành mỹ nam trong lòng các fan nữ. Và các mọt phim cũng dễ dàng biết được anh qua bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi khi nhắc đến Jun Hae-in. Nếu yêu thích chàng diễn viên điển trai này, hãy để lại comment phía bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới từ VGT nhé.